để trở thành fan cứng và nhận được những ưu đãi từ fan cứng với những quy hiệu rất ngộ nghĩnh, những đặc trưng riêng cho fan cứng, thì anh em hãy tham gia tính năng hội viên tại YouTube vừa mới mở trên kênh LNB của mình nha. Click vào đây và làm theo hướng dẫn thì anh em sẽ trở thành hội viên của LNB rồi đó. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm server S532 để cùng anh Sona. Hiện tại anh Sona đang là một phái đã qua 10 chiêu lượt chiến. Anh ấy đang là đang hạng 41 server. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ qua bên server S532 để bum rương cho anh Sona. Server S532 đã mở giới hạn cấp 150 2 ngày. Đáng lẽ là hôm qua là mình mở, nhưng mà hôm nay là anh ấy vừa mới đấu xong con quỷ cốc tử. Đây, đó, anh ấy định dùng để lại để cho mình quất luôn. Rồi bây giờ mình xem mình sẽ tính toán lại những cái món đồ. Giờ anh em có thể nhìn thấy 200 trên 200 ô trống. Khổ ghê chưa? Giờ chúng ta sẽ cùng suy nghĩ xem cách dọn cái đống này như thế nào nha. Hay chua đấy. Rồi giờ mình ăn cái này trên cây. Đó. Rồi ok, được hai cái. Lấy mình này vô. Rồi, mở thôi. Phan à, bây giờ là mình mở những cái rương nào mà nó không ra mảnh, không ra bất cứ gì luôn. Này, hai cái rương này. Rương thí liền trận pháp. Hai cái rương này. Ok, mình sẽ mở hai rương này. Những cái rương nào mà nó nhiều quá, mình sẽ mở bằng cái auto của thằng Memo nha anh em. Cái này thì cái rương trận pháp nó không có tống chỗ, nó chỉ ra là thủy tinh, nguyên khí, chân khí, bạc. Nó ra đa phần là vậy. Nên là chúng ta mở mấy cái rương này để cho chúng ta có ô thép. Rồi xong một cái tiếp khai tiếp theo thì là chúng ta đây ra những cái này đó. Mấy cái này thì chúng ta chỉ cần là mà khoan, hiện tại mình sẽ xem công hiến của anh ấy 11k. Trước đó mình đã mở rồi đúng không? Thấy coi coi không biết còn hay không, chắc hết rồi. Bị che rồi, bị che. Trước đó thì công hiến mình có xem là khoảng 2k. Sau khi mở mấy cái rương tung kim đồ cái kiểu thì chúng ta lên được 11k công hiến nguyên khí. Nó còn phải nhiều 700k. Ok, bây giờ xem chế được món đồ gì đây. Thì mình thấy là chế được đó anh em. Tại vì đây 100 cái là cũng 250k cống hiến, đúng không? 300k cống hiến chế cũng được vài cái vũ khí á. Mở rồi tiếp. Rồi đây này, một khách đó, có chỗ quá trời luôn anh em. Ngồi đó. Rồi. Dưới 8 chỗ nè. Ổn rồi. Rương thu vệ. Bạn hỏi nó ra cái gì đây? Dạ hổ cái kiểu. Rương thiên liện. À cống hiến đồ ngon nè. Được. Qua sân lượng kiếm. Từ. Cái mấy rương này nhỏ chứ nha. Một cách rừng cổ cầu vàng là ok đấy. Xin chờ di tích tâm bảo, di tích nhà mấy cái bạn kia. Hoa sơn lượng kiếm cái nào mình đang xích đang này. Này cấp 3 à? À cấp 3. Mình nghĩ là 13 ô này sẽ mở ok đó. Mở gì tất thật. Anh em bút lên nhỉ. 52. Giám định nè. Nó nè. Xin lực cơ bản nè. Ngon nè. Lấy vô.
mảnh yên luôn. Mảnh nhỏ nhỏ mình bán hết cho anh em, mấy mảnh nhỏ bán hết. Tuyệt học nè, tuyệt học cao cấp nè, chiến trường hoàng kim nè. Cái này mình giám định cho anh vô tình trạng. Chắc chắn là anh đang xem cái này nên là anh sẽ biết những cái tuyệt học, sau đó là anh vô tuyệt học anh xem được cái kiểu anh em. Rồi, sau khi mà chúng ta đã rất là khó khăn cực khổ, cuối cùng cũng đã bung được mớ rương kia. Cái rương gì đó nãy giờ không để cái tên luôn. Bây giờ chúng ta còn một vài rương, ví dụ nha, ví dụ là cái rương này đi lại cái rương này, còn hai rương này còn gì nào. Chắc mình ăn cống hiến nha anh em, ăn cống hiến đi cho nó dư chỗ luôn, hết luôn. Giờ chỉ dư đâu bán được đâu đúng không, phải ăn thôi. Rồi mình sẽ mở cái rương này nha, rương quà đại hội nha. Nó ra mấy cái mảnh của con đồng hành nhiều, thấy không? Tốn là tốn mấy cái này nè. Vũ khí đây là lấy dòng. Nếu chú Hoạt có xem cái này đúng không? Xem video này mình bán hết thì chú Hoạt cũng đừng có chửi mình nha anh em, buồn lắm, cứ buồn lắm. Các bạn hết đi. Câu chậm rồi nè. Nó hết chỗ rồi, bắt buộc mình phải bán thôi. Nhà đá, đá level 1 quá trời. Mua thêm 3 cái chìa khóa nữa nha, 3 cái chìa khóa nữa. Rồi, chúng ta sẽ mở rương hoàng kim nha mọi người. Để xem, mở rương hoàng kim nó sẽ được cái gì hay không. 900 mấy rương hoàng kim, mở hơi bị chất đấy. Rồi, ok. Vẫn còn dư. Vô ấy. Có thêm mấy cái này luôn. Đó. Hoàn thành một mớ nữa nè. Ngon lành luôn. Hồng cao tuyệt chọn. 4.500. Hồng cao hả? Level 3 đại linh hồng. Không nổi. Level 3 đại linh hồng là không nổi. Còn gì đó không ta? Đây, mấy cái này. Rồi, ok. 1 triệu cống hiến rồi đó. Đây coi nguyên khí được nhiều rồi. 800k nguyên khí. Giờ mình ăn hết đống này. Được 1 triệu không? 900k. Thì chuyện khác. Mấy cái giảm giá, đây coi coi mấy cái giảm giá cống hiến. Còn mua được 90 cái, mua thêm 10 cái. 25k đúng không? Nghĩ 25k nó cũng không có ok đâu. Rồi, ok. Giai đầu 1 bung rương đến đây. Khá là lâu đúng không anh em? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần chế độ. Hiện tại thì chúng ta đang có 1 triệu cống hiến. Cái vũ khí là 50k cống hiến, chế 10 lần 500k. Ok, chế được đấy. Vô.
một cái hai cái. Bốn cái. Rồi, ra hiếm hơn nữa anh em. Đó. Hiếm rồi. Hiếm. Hiếm đi. Vậy ba. Đó. Một. À, 11 cái là chúng ta mới được cái hiếm. Ok, ổn đấy. Rồi, giám định thôi. Thì đây, sức mạnh chính xác. Trung dòng, sát thương thuộc tính. Không xanh. Chính xác. Oh my god. Sát thương thuộc tính, tỷ lệ phản kích, hút sinh lực, ui vãi, sát thương thuộc tính, hút sinh lực, tỷ lệ phản kích, sát thương thuộc tính, chính xác, sức mạnh chính xác, tấn công, tỷ lệ thuộc tính, tôi dám định nhớ hết bà không mày? Hút sinh lực, sát thương thuộc tính, tỷ lệ thuộc tính, sức mạnh, ui sức mạnh kia 40 luôn, ngon lành, buộc nha, vô hút sinh lực đây. Trời ơi, má ơi, cái gì vậy ông nội? Chính xác mà còn sinh lực nữa chứ. Nãy giờ xong ra. Ở này được linh hoạt nữa. Nãy giờ xong. Ôi linh hoạt chục. Ui vãi thiệt chứ. Gì vậy ba? Bà nội mặc cái nón coi chơi gì thốn vậy ba thiệt á. Một cái thừa nè. Tôi nhớ tôi ăn ở tốt lắm mà sao kỳ vậy. Hiểm ơi. Hiểm đi. Ba cái kế thừa luôn. Bốn cái cây thừa luôn. What the hell. 20 cái rồi.
này thu thập luôn nha anh em. Mày giám định nha. Thấy chất rồi. Ngon. Xin lỗi. Cái bộ kích, cái hủy. Không có. Này chắn. Không được nhiều luôn. Mình sẽ cút qua nha. Thanh thủy, nhanh nhẹn. Không được luôn. Cái định mệnh. Cái gì vậy? Khó nhau thế. Rồi, đang đánh nhau. Nghe nha. Rồi, hết rồi. Thằng này mình bán này. Không nhận định nữa. Không ra luôn á anh em. Kệ vậy. Chơi thêm mấy cái nữa nha. 5 cái nữa. Cái thừa nữa. Ôi ôi cái gì vậy ba. Rồi thúi quắc luôn. Thúi quắc luôn. Khăn choang khăn thủy. Khăn thủy khăn choang. Thúi quắc luôn. Thôi chơi cái gì chuyện. Gì vậy ông cố. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Một cây thừa. Ok nè. Hai cây thừa. Ê ê ê, đừng có giống như hồi nãy chứ. Ra ba cây thừa là nhảy nha. Không chơi nữa. Đấy đấy đấy, vậy là bị lỗi cái thằng nón rồi. Nón nó bị lỗi rồi anh em. Nón bị lỗi rồi. Nón gà quá. Chị quản nè dục. Chánh. Rồi mình đẩy lại cái này. Xài bạch kim. Bạch kim xài đấy. Ok. Chúng ta qua bên 152 đúng không? Đây nhiêu. Rồi ok. Qua bao tay. Đừng làm tôi thất vọng nhé. Cái nón làm tôi thất vọng lắm đây. Mình chế cái bao tay. Xong rồi quay qua lại cái nón. Coi coi có được hay không. Bao tay hai cái thừa đó. Chơi 5 cái này coi ra. Phải ra chứ anh. Anh không ra buồn lắm á. Anh ra cái thừa. Cái thừa hoài ba nổi. Rồi, thôi. Thôi, em thật sự ngốc nghếch luôn mày. Thôi, thôi. Chúng ta kết thúc tại đây. Xin lỗi các bạn nha. Xin lỗi các bạn nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn 70, hồi phục xin lỗi.
có cái hộp học sinh lật lại nha. Nè, em thật sự muốn khóc luôn rồi. Rồi ok, thôi mình chế đến đây thôi nha anh em. Còn 150k thì cái này để lại cho chú Hoàng người ta xử. Nè, như lại để xem mình có chế ra kỹ năng chị Nguyên cái kiểu gì không. Giờ mình qua cái phần chị Nguyên chứ nha. Ok. Vô. Ít ra cũng ra cái kế thừa cho em cái nha đại ca. Được. Ra vậy thôi, ổn rồi. Đẹp vậy đúng không? Kim vọng, kim vọng. Thao nha. Kim vọng thôi các bác ơi. Mù luôn. Khán tất cả các bạn. Xét các bạn. Bỏ qua né các bạn. Ok ngon nè. Nhanh nhẹn, ok ngon nè. Khen tất cả. Nào ok, phút rồi. Vô anh ơi, vô. Kỹ năng chân nguyên luôn, kỹ năng chân nguyên luôn. Kỹ năng. Kỹ năng. Trong bọc luôn. Thể chất, ok. Thôi gỡ gạt đừng tí anh em. Ok đó. Rồi, lấy cái thi công qua nha. Được đủ nó đúng không? Được, quá được rồi. Ok. Thấy kỹ năng. Rồi, tại những dòng quan trọng qua nha. Thứ nhất là sức mạnh. Linh hoạt. Nhìn nhẹ mình có không ta? Khen tất cả cơ bản. Khen tất cả quăng nè. Nhìn nhẹ nè. 45. Ba mấy? 45 mới vô. Đấy. Rồi gì nữa? Thể chất cơ rồi, né tránh cơ bản. Bỏ qua. À, ok. Né tránh cơ bản nè. Bỏ qua này trên cơ bản nè. Thì là một cái cơ bản nè. Bỏ qua trên cơ bản nè. Đó. Rồi ok, cái cục này thì mình nhai vô thôi. Đồng phong thiết cốt 11/11. Dư điểm à. Ồ, kìa. Có cái gì đó mà mình cảm thấy nó ngộ ngộ. 150 cấp đúng không? Tập phương linh. Tập phương linh trên 50. Mình chỉ tẩy qua mà. Nó lên luôn mày. 11/11 luôn mày. Mà dư nhiều á. Thôi ok, thôi vậy đi. Đó. Sơ sơ vậy đi nha anh em. Bây giờ là chúng ta sẽ mở con quỷ cốc tử này nha anh em. Đầu tiên thì chúng ta phải sa thải những cái con mà không cần. Một trăm hai mươi tỷ đơn đấy. Kinh kha kỳ tại thức tỉnh. Ok. Và là chúng ta sẽ mang với cấp tử này. Hy vọng. Có cái gì đó cho tôi hên tí đi mấy ba ơi. Trời ơi là trời, buồn ghê đó. Thiệt luôn á. Trời ơi. Kỳ tài thức tỉnh ơi, kỳ tài ơi. Vô kỳ tài. Vô. Rồi. Rồi. Được nha. Vô. Trời. Trời. Sáu mươi, 180 cái nữa. Tay tỷ đơn. Này, đừng mua lộn con may mắn là ngáo. 4.000
phải hai lần đó nha anh em, hai lần. Hai lần nữa nha. Tại tới đơn không ạ? Hai lần nữa anh em. Hai chục cái nữa. Cộng tính cộng trừ nhân chia bó tay. Rồi ok. Vậy. Vô. Héo. Gì vậy ba nội? Trời ơi, xung nguyệt thất bại luôn vậy. Thôi, đến đây thôi nha anh em. Chủ ạc chuẩn bị BM mình chửi nát đầu. Trời ơi, phải nồi. Giám định nha. Cái chân gì, cái vũ khí hai dòng cực kỳ khủng khiếp nhất trên thế giới. Vãi nồi, hên được cỡ gạt được cái chân nguyên cũng đã quả. Thôi cũng chết luôn. Trời ơi, vãi nồi thế. Sao vậy, má ơi. Quất thêm còn quỷ cục tử nữa, tào lão thêm bỉa luôn. Thôi, ốp ở đây nha anh em. Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh em của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nô kỳ chuông, cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha. Nam ơi, xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.